Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông được phát sóng định kỳ tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Phóng sự: Nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra hoạt động vận tải, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này sẽ là bản tin an toàn giao thông nổi bật trong tuần qua. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý trên 800 trường hợp vi phạm. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí 145 ca tuần tra kiểm soát với 815 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện xử lý 814 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 164 trường hợp, tạm giữ 20 ô tô, 313 mô tô và 6 phương tiện khác. Các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông 155 trường hợp, 65 trường hợp vi phạm về thiết bị an toàn không đảm bảo, 183 trường hợp không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 54 trường hợp. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện, xử lý 195 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt trên 933 triệu đồng, xử lý 314 trường hợp vi phạm tốc độ, xử phạt trên 591 triệu đồng. Bên cạnh đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng tăng cường lực lượng ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn đến các khu điểm du lịch nổi tiếng. Không để ùn tắc giao thông kéo dài, lồng ghép tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải triển khai quyết liệt kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Sở tiếp nhận trên 2.700 hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết đạt 99,88%. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải có 111 danh mục thủ tục hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố và còn hiệu lực. Trong đó, dịch vụ công toàn trình 26 thủ tục hành chính, dịch vụ công một phần trực tuyến 72 thủ tục hành chính, dịch vụ công một phần trực tiếp 13 thủ tục hành chính. Tất cả danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 100% thủ tục hành chính mức độ 3-4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận 2.718 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó có 18 hồ sơ trực tuyến, 2.678 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính, đã giải quyết 2.715 hồ sơ, đạt 99,88%. Thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính theo định hướng đơn giản hóa quy trình, hồ sơ chứng từ, cắt giảm thời gian giải quyết, nâng số thủ tục giải quyết mức độ 3, mức độ 4, tăng cường tuyên truyền thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, hiện đại hóa quản lý tài chính công gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ của cán bộ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 24 người bị thương và 7 người tử vong. So với cùng kỳ năm trước, tăng 25% về số vụ, tăng 40% về số người tử vong, tăng 100% về số người bị thương. Trong đó có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.145 trường hợp, số tiền xử phạt trên 2,1 tỷ đồng, tạm giữ 18 xe ô tô, 341 xe mô tô, tước 232 giấy phép lái xe các loại. Thời gian tới, các lực lượng chức năng chú trọng lồng ghép tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo từng chuyên đề cụ thể trong dịp cao điểm du lịch hè năm 2024.
Thưa quý vị, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt công tác thanh kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm của lực lượng thanh tra giao thông được tăng cường đẩy mạnh đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, lượng hành khách đổ về bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng khá đông đúc. Do quãng đường di chuyển dài nên đa phần người dân lựa chọn các chuyến xe đêm giường nằm. Chạy tuyến liên tỉnh Hải Phòng Cao Bằng trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhà xe này đã tăng số lượng xe và số chuyến để phục vụ hành khách. Rất vinh dự là được phục vụ ở trên cái tuyến Hải Phòng Cao Bằng này. Mình đã là thực hiện được 10 năm trên đường này, mặc dù là trong cái thời gian lễ như này, trong cái ngày lễ như này, cái lượng khách tăng cao, nhưng mình vẫn cứ cố gắng làm sao là tăng xe để phục vụ bà con đi lại một cách tốt nhất có thể và cũng chấp hành được tất cả những cái luật đề ra đúng đủ. Phục vụ con đi lại cho an toàn. Nhà xe mình tức là luôn luôn lúc nào cũng tuân thủ vào cái việc giá vé, cũng mong muốn phục vụ cho bà con là cái giá vé luôn luôn lúc nào cũng ổn định, không tăng trong tất cả những ngày lễ, ngày Tết, bình ổn để bà con làm sao đi lại một cách tốt nhất. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch về kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay. Theo đó, từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải huy động lực lượng, phương tiện thực hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng lều lán, ký ốt bán hàng, xây dựng công trình, mở đường đấu nối trái quy định. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra cũng thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, như việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiểm tra việc niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách. Việc niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm về chở khách quá số người theo quy định, không có lệnh vận chuyển. Các phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tự ý tăng giá cước không đúng quy định, chạy sai hành trình. Các trường hợp vi phạm về xe dù, bến cóc, các xe hoạt động vận tải hành khách trá hình, tuyến cố định. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong sau đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đã bố trí cán bộ công chức thường trực theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trong kỳ nghỉ. Việc triển khai đồng bộ quyết liệt với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các đơn vị kinh doanh vận tải và người dân. Tôi thấy rất là thiết thực, các hàng ngũ thanh tra ở trên bến mình đấy gần như là túc trực. Tôi thấy gần như tôi lên đây là 24/24 vào những ngày lễ ngày Tết này, gần như là lúc nào có mặt trên này để điều phối cũng như là giám sát các xe chạy trên thế này cho bà con giải tỏa giao thông. Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng hiện đang quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho 6 loại hình vận chuyển: xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe khách hợp đồng, xe đầu kéo, xe tải, với tổng số 607 xe tham gia kinh doanh vận tải được cấp phù hiệu. Toàn tỉnh có 38 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành mạng lưới tuyến cố định liên tỉnh kết nối với 21 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 53 tuyến cố định liên tỉnh do 42 đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký khai thác với 202 phương tiện, 14 tuyến nội tỉnh do 6 đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký khai thác với 85 phương tiện.
để duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc thanh kiểm tra đối với hoạt động vận tải hành khách, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng cũng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tải trọng xe nhằm hạn chế phương tiện chở quá tải, quá khổ, bảo vệ kết cấu công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, duy trì lực lượng trực và tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất, thành lập đoàn kiểm tra, sử dụng cân xách tay kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia giao thông chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo cơi nới thành thùng xe trái quy định, tăng cường kiểm tra các tuyến có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, các điểm du lịch như quốc lộ 34, quốc lộ 4A, đường Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Thực trạng thì trước khi mà chúng tôi ra quân, hầu hết là các phương tiện tham gia vận tải đều có lắp đặt cơi nới cải tạo kích thước thành thùng xe. Và sau khi mà được tuyên truyền và nhắc nhở đối với lại các chủ xe, doanh nghiệp thì cũng đã hiệu quả nâng lên là rõ ràng đạt tầm khoảng 90%. Hiện tại là các phương tiện sử dụng lưu thông hàng hóa về vận tải thì đã giảm rõ rệt. Với giải pháp tiếp theo thì trong những tháng tiếp theo của những năm tới thì thanh tra sở sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền và xử lý những xe phương tiện vi phạm về cải tạo kích thước thành thùng cũng như là xe chở quá tải. Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác thanh tra hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các cuộc thanh tra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành hàng tháng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm soát tải trọng xe, siết chặt kinh doanh vận tải khách, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục an toàn giao thông tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ năm tuần sau.